Vành đai 2 trên cao có tiến độ thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay. Sau khi hợp lông đường trên cao, cầu cạn vào tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, Ban Giao thông vừa cho biết, dự án đang đẩy nhanh các hạng mục thi công để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay. Sau khi hợp lông đường trên cao, cầu cạn vào tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, Ban Giao thông vừa cho biết, dự án đang đẩy nhanh các hạng mục thi công để thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay. Trước tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên tuyến đường Vành đai 2, nhất là qua các đoạn Trường Chinh, Xuân La, Minh Khai, năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố đã khởi công dự án đầu tư mở rộng tuyến đường Vành đai 2. Đến nay, dự án đã thi công xong việc mở rộng lòng đường bên dưới với đường trên cao từ ngã tư Sở đi cầu Vĩnh Tuy, vừa hợp lòng đường trên cao, cầu cạn, đoạn ngã tư Vọng, cầu Vĩnh Tuy. Ban Giao thông Vận tải vừa cho biết, hiện nay các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục thi công cuối cùng, trong đó có đúc dựng trực tiếp bờ lan can hai bên để đảm bảo tiến độ thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay, đưa vào sử dụng năm 2023. Sau khi dự án thi công xong, ngoài giảm ùn tắc trên tuyến đường Trường Chinh, Xuân La, Minh Khai, dự án còn giúp thành phố Hà Nội hoàn thiện đường Vành đai 2 đã thi công hàng chục năm nay. Tuyến đường Vành đai 2 của đoạn ngã tư Sở, cầu Vĩnh Tuy gồm hai hợp phần đường giao thông là đường bộ trên cao Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở dài 5,1 km và đường mở rộng bên dưới thấp đoạn Vĩnh Tuy ngã tư Vọng dài 3,1 km. Trong đó, tuyến đường trên cao rộng 19 m được thiết kế lắp đặt đầy đủ hệ thống đảm bảo giao thông đô thị như đèn chiếu sáng, thoát nước, giải phân cách, tường bao, đặc biệt lần đầu tiên hệ thống tường chống ồn cho đô thị. Phần đường dưới thấp từ khổ đường nhỏ hẹp lâu nay được cải tạo mở rộng với mặt cắt ngang rộng từ 53,5m đến 63,5m theo đúng chỉ giới đường đỏ của tuyến đường Vành đai 2 đã được xác định. Dự án đi qua địa bàn 4 quận gồm Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và có tổng mức đầu tư theo quyết định phê duyệt dự án là 9.500 tỷ đồng. Dự án được đầu tư theo hình thức BT và tập đoàn Vingroup là nhà đầu tư dự án. Sau khi được mở rộng đường Vành đai 2, dưới thấp có quy mô 8 làn xe, 6 làn xe cơ giới, 2 làn dành cho xe thô sơ. Ngoài ra, tuyến đường còn có giải phân cách rộng 4 m ở giữa và hai bên vỉa hè với đầy đủ hạng mục phụ trợ.